Uy lực hệ thống chống tăng chính T-148 được Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Chính T-148 là hệ thống chống tăng tự hành hiếm hoi được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga. Được đánh giá là hệ thống chống tăng có tính cơ động cao, chính T-148 chứng minh được khả năng thích ứng cũng như tác chiến hiệu quả. Trang tin Defense Express vừa công bố đoạn video ghi lại hình ảnh các binh sĩ thuộc quân đội Ukraine sử dụng hệ thống chống tăng tự hành. 9 T-148 liên tiếp khai hỏa vào mục tiêu quân sự Nga ở vùng Donbass. 9 T-148 là hệ thống chống tăng có nguồn gốc từ Liên Xô, được cho là biến thể mới nhất của dòng BRDM2. Theo các chuyên gia quân sự đánh giá, dòng 9 T-148 có nhiều cải tiến về hỏa lực, độ chính xác và tầm bắn được nâng lên, đạt được hiệu quả cao trong quá trình tác chiến. Hệ thống chống tăng tự hành 9 T-148 trọng lượng 7 tấn, chiều dài tổng thể 5,75m, chiều rộng 2,35m và chiều cao 2,3m. 9 T-148 được vận hành bởi kíp chiến đấu 2 hoặc 3 người. Xe được bọc lớp giáp bằng thép, có khả năng bảo vệ kíp chiến đấu trước các loại vũ khí vừa và nhỏ. Hệ thống chống tăng tự hành 9 T-148 được đặt trên khung gầm xe BRDM2 4x4 sử dụng động cơ xăng GAZ-41. Công suất 140 mã lực cho phép nó di chuyển với tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động đạt 750 km. 9 T-148 có tính cơ động cao, có thể di chuyển trên các địa hình khó khăn như cát, tuyết và bùn. Nó có thể di chuyển trong nước với vận tốc 10 km/h, leo dốc 60%, vượt chướng ngại vật thẳng đứng cao 0,4m và vượt qua các rãnh rộng 1,25m. Về hỏa lực, hệ thống chống tăng tự hành 9 T-148 được trang bị một bệ phóng chứa 5 tên lửa 9M113 Conquest. Ngoài ra, nó cũng có thể sử dụng tên lửa 9M111 Fagot. Mỗi hệ thống 9 T-148 có thể mang tối đa 16 tên lửa 9M113 hoặc hỗn hợp 10 tên lửa 9M113 và 10 tên lửa 9M111. 9M113 Conquest, tên định danh NATO, AT-5 Sundro, là tổ hợp tên lửa chống tăng điều khiển bằng dây bán tự động SACLOS. Tên lửa có chiều dài 1,15m, đường kính 0,13m, sải cánh 0,46m, trọng lượng 14,6kg với khối lượng đầu đạn 2,7kg. Nó có tầm bắn lên tới 4km và xuyên được 600-670mm giáp thép. Đối với tên lửa 9M113M cải tiến với đầu đạn hít song song, chúng có thể xuyên thủng 750-800mm giáp thép.